Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Hôm nay chúng ta sẽ có một sứ điệp dành cho anh chị em, và tôi tin rằng sứ điệp này sẽ giúp đỡ chúng ta. Dạ, tôi gọi là cách để thấy rõ bản chất vấn đề. Điều đầu tiên chúng ta sẽ đi vào thảo luận cùng nhau là thấy rõ bản chất vấn đề nghĩa là gì. Câu Kinh Thánh thuộc lòng mà anh em vừa mới đọc, vì những sự thấy được là tạm thời, nhưng những gì không thấy được là đời đời vô cùng. Điều đó cho chúng ta một cái ý nghĩa nữa là trong thế giới chúng ta đang sống có hai mặt của nó. Một mặt là chúng ta thấy được, sờ được, nghe được hàng ngày, và mặt thứ hai là mặt che khuất đi. Chúng ta tắt cái điện thoại. Cho nên trong thế giới chúng ta đang sống luôn luôn á, nó có âm có dương, có nóng có lạnh, có sáng có tối, có khỏe có yếu, có khó khăn có dễ dàng, luôn luôn có hai mặt. Và ngày hôm nay chúng ta nói dựa vào câu Kinh Thánh này là nó có cái mặt rõ ràng thấy được và những cái mặt che khuất đi. Chủ đề của chúng ta có nghĩa là cách để chúng ta thấy rõ bản chất vấn đề. Nó cũng có nghĩa là làm sao để chúng ta có thể thấy cái điều mà nhiều người không thấy. Trong cuộc sống của chúng ta có những vấn đề mà chúng ta không giải thích được. Trong công việc làm ăn, chúng ta hay bị nợ nần. Chúng ta nợ một món tiền lớn. Công việc làm ăn bị phá sản, chúng ta nhờ bạn bè, người thân, cha mẹ giúp đỡ, chúng ta được tự do khỏi nợ nần. Và chúng ta nghĩ rằng ô, kỳ này thì nợ nần chắc chắn là đi xa khỏi đời sống chúng ta rồi. Chúng ta lại tự tin lấy lại năng lượng, kiếm thêm vốn liếng để làm ăn tiếp. Một thời gian sau lại nợ nần, và chúng ta không hiểu tại sao cái nợ nần cứ lặp đi lặp lại, giải quyết xong nó lại nợ. Hoặc chúng ta có một cái bệnh ở trong người, mất ngủ chẳng hạn. Chúng ta đi bác sĩ tâm lý, chúng ta đi bệnh viện tốt nhất thành phố, và bác sĩ tư vấn rất là kỹ càng, đưa thuốc an thần rồi về uống. Một hai tuần chúng ta ôi, ngủ tuyệt vời, tháng sau lại thay mất ngủ. Hoặc là trong gia đình, vợ chồng cứ lục đục, đi xa nhớ mà về lại đánh nhau. Và chúng ta đã đi giải quyết tất cả mọi nơi, chúng ta tưởng rằng mọi sự hòa thuận, nhưng mà được một thời gian đâu lại một lần. Vậy thì chị em, có bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng điều gì ẩn đằng sau những nan đề của chúng ta? Có một cái gì đó ẩn giấu khiến cho nan đề trong đời sống chúng ta cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta cố gắng giải quyết rồi nó lại lặp đi lặp lại, giống như một cái cây ở trên rẫy con chen hay trên núi. Anh em chặt nó đi rồi, tháng sau lại thấy nó nước mầm mọc lên. Hoặc là trong nhà, anh em thấy một cái mạng nhện vướng đầy trên đó, anh em lấy chổi quơ rồi, tuần sau lại thấy nó mọc đầy. Những việc dễ như thế thì chúng ta dễ hiểu phải không ạ? Bản chất vấn đề là nó nằm ở cái rễ của cái cây đó vẫn còn. Bản chất vấn đề là chúng ta quét cái màn nhện nhưng mà con nhện nó vẫn sống, có phải không ạ? Thì nan đề nó lại mọc ra. Cho nên chủ đề là thấy rõ bản chất vấn đề, có nghĩa là xin Chúa giúp chúng ta nhìn rõ căn nguyên cội nguồn của những vấn đề xảy ra trong đời sống. Và nếu chúng ta muốn giải quyết
trung vào gốc rễ của vấn đề, đừng giải quyết phần ngọn. Nếu chúng ta muốn chiến thắng, đó chính là điều tôi muốn chia sẻ cho anh chị em buổi sáng hôm nay. Thấy rõ vấn đề là gì? Thấy rõ vấn đề có nghĩa là nhờ cậy Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấu vào cõi vô hình để thấy được những điều mà người bình thường không thấy. Người bình thường chỉ thấy bằng mắt thôi. Nhưng mà người thuộc linh, người thiêng liêng như anh em mình thì Chúa cho mình cái cơ hội để có thể nhìn thấu được điều mà người xác thịt không thấy. Sứ đồ Phao-lô nói: bởi chúng ta bước đi không bởi mắt thấy, nhưng bởi gì nhé? Bởi đức tin. Bởi đức tin có nghĩa là bởi cái sự thuộc linh bên trong, bởi cái cảm nhận bề trong, bởi cái ánh sáng bề trong, bởi con mắt bề trong, để chúng ta có nhìn thấu rõ vấn đề của mình, của người khác, của người thân yêu của mình, và giúp họ tự do. Cho nên thấy rõ vấn đề cực kỳ quan trọng. Chúng ta đọc một đoạn kinh thánh nha, những câu chuyện minh họa ở trong Các Vua 2 chương 6. Các Vua 2 chương 6. Câu 15-17. Rồi, tôi xin đọc và hội thánh cùng nghe. Tôi tớ của Đức Chúa Trời, tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Elise rằng: hỡi ôi Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng: chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để cho nó thấy được. Đức Giê-hô-va bèn mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Elise. Elise là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông có một người đầy tớ đi theo để hầu. Và ngày hôm đó, ông đang ở trên một ngọn núi. Bởi vì Elise đã chỉ cho vua Israel biết những cái mưu thâm độc của vua Syria, cho nên vua Syria quyết định phải đem quân vây bắt Elise cho bằng được. Và ngày hôm đó, vua Elise Syria biết rằng Elise và đầy tớ có hai người thôi ở trên một ngọn núi. Ông kéo quân rầm rộn bao vây ngọn núi đó bằng đêm. Sáng sớm người đầy tớ thức dậy, nhìn xuống, thấy nào là quân trùng trùng điệp điệp xe ngựa bao vây xung quanh ngọn núi. Và người đầy tớ nói: thôi xong đời tôi rồi, chết rồi, kiểu này là chết chắc rồi. Nhưng Elise nói sao? Chớ sợ. Vậy thì tôi hỏi hội thánh, cùng một hoàn cảnh thôi mà một người sợ, một người không. Anh em thấy cùng hoàn cảnh mà sao một người sợ, một người không? Thế giới này tràn đầy tai họa mà sao thế giới này có một số sợ mà một số không? Không sợ không có nghĩa là liều mạng. Liều mạng cùi bây giờ, mạng tôi cùi rồi chết không sao, kiểu như chẳng còn gì để mất. Tôi không nói hoàn cảnh đó nha. Elise có rất nhiều thứ để mất: chức vụ tiên tri, danh tiếng, người được Chúa trợ. Nhưng mà ông nói chớ sợ, bởi vì ông thấy cái điều mà người đầy tớ không thấy. Khi anh em được Chúa mở mắt để nhìn thấy cái điều mà người khác không thấy, lòng anh em sẽ bình an.
trong hoạn nạn, trong bệnh tật, trong đau yếu, trong khó khăn, trong mọi biến động của cuộc đời này, nếu Đức Chúa Trời mở mắt cho anh em nhìn thấy rằng thiên sứ đóng cọc xung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Amen, thì lòng anh em hết sợ. Bởi vì sợ là khi chúng ta cảm thấy mình có một mình, cảm thấy mình không có khả năng để chống lại những hoạn nạn, những tai họa, những điều áp chế mình, cảm thấy mình yếu đuối, bất lực, nhỏ bé, bất năng trước những hoàn cảnh. Nhưng anh chị em ơi, Chúa Giêsu nói rằng nay ta ở cùng con cho đến khi tận thế. Anh em thấy điều đó không? Nếu anh em thấy điều đó thì không phải sức lực anh em, không phải tài trí anh em, không phải khả năng anh em bảo vệ anh em, mà là đấng toàn năng bảo vệ anh em. Thế thì sợ điều gì? Nhưng ở đây câu chuyện không phải chỉ dừng lại ở chỗ là để một người sợ và một người không. Elise nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy mở mắt cha đầy tớ của con để nó thấy. Là hãy suy nghĩ về điều này, chứ bộ ông đầy tớ của ông Elise mù à? Mù sao lên núi được, mù sao đi theo hồ ông này được, mắt vẫn mở trừng trừng mà không thấy. Anh em có tin rằng có những người mắt mở trừng trừng mà không thấy gì không? Có tin không? Nếu chưa tin tôi sẽ chiếu cho anh chị em tin. Chiếu đi coi. Đó, thấy không? Bảng trắng chữ màu đen. Nhưng anh em thấy gì? Thấy gì? Nhưng mà hiểu gì? Nhận định được điều gì? Đó là lý do tôi nói anh chị em, có người thấy và có người không. Tôi mời cô Thúy, chắc là cô thấy. Cô đọc dùm cái đây có nghĩa gì cho mọi người coi. À? À. Cô dịch sang tiếng Việt cho mọi người thấy coi. Ban thân cho hai con. Cảm ơn chị Thúy. Anh em thấy không? Thấy nhưng mà không nhìn ra vấn đề. Cho nên tôi mới nói với anh em rằng có những thứ chúng ta thấy bằng mắt nhưng mà không hiểu gì cả, không biết gì cả. Vấn đề ở chỗ là sự hiểu biết bên trong. Vấn đề ở chỗ là sự nhìn nhận vấn đề. Đây là những chữ bằng tiếng Nga. Cho nên ở đây hội thánh tôi biết đâu ai biết tiếng Nga. Hội trời cô thấy thôi. Tôi làm câu lên như thế này để chứng minh điều tôi nói. Có vô số những thứ mà chúng ta thấy nhưng không hiểu. Đầy tớ của Elise nhìn thấy một phần của bức tranh, giống như anh chị em nhìn thấy chữ đen bảng trắng, một phần bức tranh, có đúng không? Một phần bức tranh đó. Đầy tớ Elise nhìn thấy một phần bức tranh, đó là gì? Ngựa và xe đầy núi. Nhưng Elise thấy thêm phần còn lại của bức tranh, đó là ngựa lửa và xe lửa nhiều hơn ngựa và xe kia, chắc đầy núi từ trên xuống dưới luôn. Cho nên chị em, vấn đề là trong một hoàn cảnh, xin Chúa giúp chúng ta nhìn toàn thể bức tranh. Nếu anh em bệnh, đừng chỉ thấy thân thể mình bệnh, hãy thấy kẻ thù nào gieo căn bệnh này. Nếu gia đình anh em xung đột, đừng thấy người chồng người vợ mình là kẻ thù đối riêng, nhưng hãy thấy một kẻ ẩn mặt đằng sau để gây lên xung đột trong gia đình. Nếu đời sống làm ăn của anh em nợ nần, đừng thấy rằng kinh tế bây giờ đang khủng hoảng, làm ăn khó quá, cho nên tôi nợ chắc cũng hợp lý thôi. Đừng thấy như thế. Nhưng hãy thấy có một kẻ cướp giết hủy diệt
đời sống tài chánh của anh chị em. Làm nhiều mà đừng trong túi lụng, gió thổi bốc lên trời hết trơn. Làm từ đầu năm đến cuối năm sờ lại cái túi dẹp lép, người ta hay nói vui là ung thư màng túi, đúng không? Cho nên đó là những điều mà ma quỷ nó có thể đang cướp giết mọi gì. Và Chúa muốn anh em mình hãy nhìn thấu rõ toàn thể bức tranh. Để làm gì? Để chúng ta có một chiến lược đúng đắn cho năm đời của mình. Nếu chúng ta không nhìn thấu rõ bức tranh, chúng ta sẽ đánh nhau với vợ với chồng mình thay vì đánh nhau với Satan. Nếu chúng ta không nhìn thấu rõ bức tranh, chúng ta sẽ ngồi và bắt đầu chửi rủa những người làm tài chánh, làm kinh tế, chửi rủa hoàn cảnh khó khăn thế này thế nọ, thay vì chúng ta tiêu diệt kẻ thù, cướp giết hủy diệt trong tình thế của chúng ta. Cho nên có rất nhiều thứ chúng ta đánh sai trận chiến, chúng ta đánh sai đối tượng, bởi vì mắt chúng ta không nhìn rõ bức tranh. Xin Chúa thương xót. Cảm ơn Chúa, Chúa đã nhậm lời Elise và mở mắt cho đầy tớ của Elise nhìn thấy. Anh chị em à, hôm nay tôi và bà chị em cũng rất cần cái sự sức dầu như thế này, để mắt chúng ta được mở ra trước một hoàn cảnh, chúng ta mở mắt ra và nhìn thấy ô lạy Chúa, Ngài vẫn ở cùng con dù đang rất khó khăn. Ô lạy Chúa, bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng Ngài chữa lành con để làm vinh hiển danh Ngài. Ô lạy Chúa, Satan có ở đây, nhưng danh Ngài trong con lớn hơn Satan. Khi con kêu danh Ngài thì nó phải quỳ xuống và bỏ chạy. Amen. Amen. Xin Chúa mở mắt chúng ta. Trong một hoàn cảnh đừng nhìn thấy chỉ có năng đề, nhưng hãy nhìn thấy đấng giải quyết năng đề ở trong hoàn cảnh của chúng ta. Hallelujah. Chúng ta đọc tiếp một câu chuyện nữa trong Công vụ chương 5. Công vụ chương 5. Đây là một câu chuyện lý thú. Nhưng có một người tên là Ananias, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-rơ bèn nói với người rằng: hỡi Ananias, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu người chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó, há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Ananias nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó thì đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy, khâm liền thay người và đem đi chôn. Cảm ơn Chúa vì câu chuyện này. Mặc dù có chết chóc ở đây, bức tranh ở đây là gì? Đây là một sự dâng hiến. Wow, có một người bán nhà bán cửa đến dâng hiến, đặt vài tỷ dưới chân. Bình thường, ôi tuyệt vời, yêu Chúa dữ thế nào, người này là tuyệt vời nè. Ananias và Sapphira bán tất cả đem đến các sứ đồ dâng hiến. Anh em nhìn thấy bức tranh này nó có tuyệt vời không? Nó có tin kính không? Nó có hết lòng với Chúa không? Ồ, đây là một ví dụ phải nói là hiếm có thời bây giờ, kể cả thời nay, bán nhà bán cửa dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Nếu nhìn bằng con mắt bình thường thì đây là phải đưa trước hội thánh vỗ tay mới đúng, đúng không? Vỗ tay thôi, vui Ananias Sapphira, coi nè, tấm gương nè, học tập đi nè, bán cái gia sản dân hiến nè. Phi-rơ sẽ nói: được rồi, ta ghi tên ngươi đầu sổ, chủ nhật tới ta đưa ngươi lên làm chứng. Phạm gia
làm chứng quá đi chứ sao làm chứng, bán cả nhà dân hiến mà không làm chứng sao được. Nhưng Chúa Thánh Linh còn nhìn thấy một phần tối của bức tranh, một phần ẩn đằng sau mà người thường không thấy. Có những việc làm trông rất thiện, trông rất kiên kính, trông rất đáng kiêu dương, nhưng ẩn đằng sau chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thấy. Kinh Thánh chép: loài người thì nhìn bề ngoài, còn Chúa nhìn bên trong. Cho nên hỏi anh chị em, nếu như hội thánh đầu tiên không có con mắt mở ra, nếu như hội thánh đầu tiên các sứ đồ nhìn bằng con mắt loài người, thì tội lỗi đã đi vào và dập tắt hội thánh rồi. Vì Phi-rơ nói: cớ sao ngươi để cho Sa-tan nhập vào lòng ngươi? Anh em thấy Sa-tan nhập vào cái gì? Nhập qua sự dâng hiến à? Không, nó nhập qua sự dâng trà. Trong sự dâng hiến có sự dối trá. Nó không nhập qua sự dâng hiến, nhưng nó nhập sự dối trá trong sự dâng hiến. Cho nên ở đây, nếu chúng ta không nhìn thấy bức tranh, nếu chúng ta không có một con mắt tinh tường sáng tỏ, thì làm sao có thể giữ được một đời sống thánh khiết, một hội thánh thánh khiết, một gia đình thánh khiết, một quốc gia thánh khiết? Hỏi anh chị em, không thể nào. Đó là tầm quan trọng của con mắt mở ra, đó là tầm quan trọng của con mắt thuộc linh, đó là tầm quan trọng của con mắt bề trong, là con mắt giúp chúng ta thấy rõ vấn đề đúng bản chất. Ở đây Anania và Sapphira bán gia sản mình là một động cơ, một việc làm người nào cũng thấy, nhưng động cơ bên trong thì chỉ có Chúa thấy. Chúng ta có thể lý luận ở đây tại sao Sapphira và Anania làm chuyện này, tại sao họ lại khai man với sứ đồ chuyện này, trong khi sứ đồ Phi-rơ nói rằng hội thánh không có bắt buộc họ phải bán gia sản. Phi-rơ nói rằng nếu ngươi không bán thì nhà cửa đó vẫn của ngươi cơ mà, có ai giành đâu, có ai giật đâu, Đức Chúa Trời cũng có ép đâu đó. Phi-rơ nói là sao ạ? Khi bán rồi giữ giá đó lại chẳng được sao? Bán hay không bán là quyền của anh chị em, quyền của các bạn. Đức Chúa Trời cần tấm lòng, cần cuộc đời, cần linh hồn các bạn, chứ cần gì giá sẵn các bạn đâu. Nhưng ở đây nó có một cái điểm, đó là tất cả tín đồ thời bấy giờ bán hết ruộng vườn và đem nộp tiền cho sứ đồ, tất cả luôn. Tôi ví dụ trong hội thánh chúng ta 120 người đang ngồi đây bán túi lúa hết, tôi ví dụ thôi nha. Chuyện này cũng hơi căng đấy. Tôi ví dụ thôi, bán túi lúa hết và có hai vợ chồng ngồi đây, ồ bán hết rồi, mình mà không bán thì coi sao được, phân biệt chủng tộc ngay, phát xít ngay, đến dự hội thánh à, người kia chưa bán đi ra chỗ khác chưa, tín đồ hàng hai, tôi bán cái tín đồ hàng nhất nè. Người ta sẽ nói thế. Cho nên hai vợ chồng về tối đêm lại suy nghĩ, bán cũng tiếc thật, nhưng mà mình phải bán mới có thể hòa đồng vào cái cộng đồng này. Thôi bán đi, nhưng mà cũng như mình đang khai man bất động sản vậy đó, bán 2 tỷ thôi, nói 500 thôi, đóng thuế. Hay kinh doanh bất động sản không? Nói có đụng chạm không? Thôi nha, bán 2 tỷ nói 500 mà đóng thuế nó ít, chứ còn vợ đóng thuế nhiều mà căng. Thì vợ bàn với chồng bảo được rồi, mình bán 10 tỷ, nói với các sứ đồ 3 tỷ thôi, mấy ông này lo giảng đạo có biết gì giá nhà đất đâu, đâu suốt ngày ăn xong
cầu nguyện giảng đạo giá nhà đất mình lắm. Đúng không? Vợ bảo, anh nói có lý ghê. Được, thôi, mình giữ lại 7 tỷ mai đem nộp 3 tỷ. Tốt quá, 3 tỷ là lớn rồi. Anh chị em, cái sai là chỗ nào? Cái sai không phải chỗ dân nhiều hay dân ít. Cái sai ở chỗ rằng nói dối. Cái sai ở chỗ rằng dám ngờ cả Đức Chúa Trời. Cái sai ở chỗ rằng tưởng rằng chỉ có sứ đồ Phi-rơ đứng đó. Cái sai ở chỗ rằng nghĩ rằng hội thánh là tổ chức con người. Cái sai ở chỗ rằng nghĩ rằng mấy ông này cũng là người đánh cá ở Galilee, biết gì bất động sản. Cái sai ở chỗ họ không hiểu rằng có một Đức Chúa Trời thánh khiết thần sống ở giữa hội thánh của Ngài. Và mọi điều gì tối tăm phải được bày ra. Anh chị em à, có những việc làm chúng ta làm ở phòng kín, không ai thấy, nhưng Chúa thấy. Có những việc làm chúng ta thỏa thuận với nhau chỉ có hai người biết, và chúng ta hứa nguyện với nhau rằng sống để đời, chết mang theo, nhưng có một người thứ ba nghe được, đó là Chúa Giêsu. Mà hội thánh là thân thể của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu nghe được thì hội thánh nghe được. Là đây một sự nó hỏi tôi nói gì nữa, sao không biết hay vậy? Vì Chúa nói với tôi, đúng không? Tôi hay đứng trước mọi người, đôi khi Chúa cho tôi cái ơn để biết, ô nói anh văn vách chứ, nói sao không biết hay vậy? Chúa nói với tôi sao tôi biết? Anh chị em à, hãy thận trọng trước người của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy thận trọng trước người của Đức Chúa Trời. Anh chị em làm cái gì trong phòng kín, Chúa nói với tôi biết. Tôi làm gì, nói hành tôi phải không? Không biết hay gì trời. Hôm nay tài thì không chơi phòng ngủ tôi à? Không phải, Chúa nói. Cho nên buổi sáng hôm đó Chúa nói với Phi-rơ, con, hồi tối nó đang bàn ở trong phòng ngủ, nó lừa dối ta đấy, nó bán 10 tỷ nó có nộp cho ba thôi. Phi-rơ nói khai cho ta ngay, phải bán chừng này không? Chúng bắt đầu anh kia bảo sao mạnh mà ông này ông bắt đầu cũng chụp mũ mình chứ làm gì không biết, đúng không? Ông đi suốt ngày giảng đạo với đánh cá làm gì mà không biết. Đúng rồi, tôi bán chân đó, ngã xuống chết luôn, kinh khủng quá. Và người thứ hai đến, em đọc tiếp sẽ thấy người thứ hai đến cũng đúng một kiểu như vậy, ngã chết luôn. Điều này mà ngày hôm nay có trong hội thánh là có lẽ chết cũng nhiều. Không cần. Đấy là ân điển để cho chúng ta sống. Tôi nói vậy có ý là anh chị em, Chúa chúng ta là đấng rất thánh khiết. Rất thánh khiết. Chúa biết hết. Cho nên trở lại với chủ đề của bài học. Giúp chúng ta không sợ hãi. Thấy bản chất vấn đề, giúp chúng ta giữ được sự thánh khiết và mối quan hệ thông suốt với Đức Chúa Trời. Kẻ thù luôn luôn khiến chúng ta sợ hãi bằng cách đưa ra những bức tranh mà nó đưa có một phần, nó giấu phần kia, nó che mắt chúng ta không thấy. Nhưng nếu chúng ta được Chúa Trời mở mắt thấy thì linh sợ hãi phải đi. Kẻ thù cũng tạo ra những cái câu chuyện, có những cái việc nào việc kia để gieo sự bất khiết vào đời sống chúng ta, hội thánh, gia đình, để bày cậy mối thông công chúng ta với Chúa, hầu cho chúng ta bị nó hủy diệt. Nhưng nếu chúng ta có con mắt mở ra, chúng ta thấy tốt lúc khác, Satan đi chỗ khác chơi con, trò trẻ con lừa ta được đâu. Phải. Con mắt mở ra cực kỳ quan trọng. Xin Chúa thương xót. Rồi chúng ta đi đến chuyện thứ ba. Làm cách nào để nhìn thấy đây? Làm cách nào? Làm cách nào để các bạn có thể trong một hoàn cảnh nhìn thấy vấn đề một cách đúng bản chất, đúng gốc rễ? Đó là điều mà chúng ta cần thảo luận trong cái thời giờ còn lại này. Matthew chương 6 câu 22.
Matthew chương 6 câu 22. Kinh Thánh chép: con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi được sáng lạn. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết dường bao. Đây là một câu kinh thánh cực kỳ sâu nhiệm, không dễ để hiểu nó, nhưng nó là chìa khóa để giúp chúng ta hiểu được chủ đề hôm nay. Mắt là ngọn đèn của thân thể. Đức Chúa Trời đặt bên trong anh chị em và tôi một ngọn đèn. Khi chúng ta đọc lời Chúa, đừng hiểu theo nghĩa đen không. Khi Ngài nói rằng lời ta là linh và sự sống, thì khi Đức Chúa Trời nói, Ngài đang nói với con người về trong của chúng ta, nói với linh của anh chị em, nói với hồn của anh chị em. Ngài nói với hồn, với linh của anh chị em rằng con mắt của linh hồn anh chị em là ngọn đèn. Linh anh chị em là ngọn đèn. Con mắt, nó là con mắt. Và khi anh chị em được tái sanh, phần đó nó sáng lên, sáng lên, có ánh sáng, có vinh quang, có thánh linh chiếu rọi. Và bên trong anh chị em đang được chiếu sáng, đang được chiếu sáng. Vấn đề ở câu tiếp theo: nếu mắt ngươi sáng thì cả thân thể ngươi được sáng. Cái từ sáng này đó, nó có nghĩa là nếu mắt ngươi tỏ, nếu mắt ngươi bình thường, nếu mắt ngươi mở ra thì mọi sự xung quanh ngươi. Tôi lấy một ví dụ để anh chị em hiểu câu kinh thánh này. Nếu cái phòng này tôi đóng tất cả các cửa lại và tôi bật điện ở bên trong, trong phòng sáng không anh chị em? Ngoài đường sáng không? Tôi đóng cửa rồi nha. Ngoài đường sáng không? Không. Tôi đóng hết các cửa rồi. Anh em vô cái phòng, bật điện trong phòng thôi. Trong phòng sáng nhưng bên ngoài tôi. Nhưng bây giờ tôi mở cửa sổ ra, ở bên ngoài sáng không? Sáng. Anh em đứng bên trong nhìn thấy bên ngoài không? Thấy. Anh em hiểu vấn đề tôi muốn nói không? Tức là khi con mắt chúng ta mở ra thì sự sáng bên trong của Đức Chúa Trời chiếu rọi qua anh chị em, và anh chị em nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Ồ, xung quanh anh chị em xảy ra điều gì anh chị em thấy rõ. Còn nếu không á, mọi sự tối tăm mặc dù bên trong anh chị em thấy sáng. Tôi không nói bên trong anh chị em tối, anh chị em được tái sanh rồi, anh chị em sáng rồi. Nhưng để hiểu những gì xung quanh anh chị em à, anh chị em cần có những con mắt mở ra. Amen. Mở cửa sổ ra, mở hết cửa sổ của nhà mình ra. Con mắt thuộc linh, con mắt con hồn mở ra, để cho anh chị em nhìn thấy mọi hoàn cảnh, từng chi tiết soi sáng. Thậm chí không phải hoàn cảnh mà mọi người nữa. Khi con mắt anh chị em mở ra, anh em giảng phúc âm cho người ta, người ta nói sao anh giảng tuyệt vời, đụng chạm tấm lòng tôi thế nhỉ. Thôi tôi chịu tiếp nhận Chúa. Còn sao có những lúc mình giảng cả ngày không thấy ai tiếp nhận Chúa hết? Tại vì lúc anh em đầy dậy thánh linh là lúc mắt anh chị em mở ra, sự sáng anh chị em tỏ ra. Khi anh chị em bước tới gần một người, sự sáng chiếu người đó và người đó thấy rõ vấn đề. Anh em giảng về Chúa Giêsu, người đó nói lâu nay tôi không biết, bây giờ tôi hiểu rồi, tiếp nhận Chúa luôn. Còn khi đời sống anh em đầy tối tăm là con mắt anh em bị sao? Cận thị rồi.
ồ hôm nay phải đi khám mắt rồi, mắt có vấn đề rồi. Cho nên Giang bước tới người nào mà nó thôi không, đi chỗ khác chơi ông toàn than vãn ghê quá. Có đúng không? Giảng chẳng ai nghe. Giảng từ sáng đến chiều nó thôi đi chỗ khác rồi. Đạo nào cũng tốt thôi, tôi theo đạo tôi. Không, người ta không được đụng chạm. Cho nên ý nghĩa câu kinh thánh này là Chúa Giêsu nói rằng khi sự sáng bên trong chúng ta sáng và con mắt mình tỏ, có nghĩa là mở ra nữa, thì sao ạ? Cả thân thể được sáng lạn, tất cả xung quanh được sáng lạn, môi trường được sáng lạn, gia đình được sáng lạn, hội thánh được sáng lạn. Nhưng mà nếu con mắt mình tối, con mắt mình đóng lại, thì sự tối tăm khắp mọi nơi. Vấn đề là chúng ta cần được tỉnh thức luôn luôn để chiếu sáng, chiếu sáng, chiếu sáng. Trong Ê-phê-sô chương 1 câu 17, 19, sứ đồ Phao-lô một lần nữa nhắc lại điều này. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh em thần trí của sự khôn ngôn và bày tỏ để cho anh em nhận biết Ngài. Thần Ngài là sự sáng, thần Ngài là ánh sáng, và khi Ngài rọi sáng qua đời sống chúng ta, con mắt chúng ta nhìn thấy mọi điều, chúng ta nhận định tình huống, chúng ta biết Chúa, chúng ta biết tất cả mọi điều, cực kỳ là hạnh phúc bởi sự sáng. Vẫn cầu nguyện tiếp, ôi xin con mắt của anh em được soi sáng, con mắt của tâm thần anh em được soi sáng, để cho anh em được nhìn biết, hiểu biết cái sự trông cậy quyền phép cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời dành cho. Cho nên cái bảng chữ đen, cái bảng trắng chữ đen hồi nãy là cực kỳ là ý nghĩa trong cái lúc này để tôi giảng cái câu kinh thánh này. Ngày hôm nay rất nhiều cơ đốc nhân đi tìm kiếm sự hiện thấy. Ôi tôi mơ thấy cái này. Ôi tôi vừa cầu nguyện nhắm mắt có thấy cái hình này nó hiện ra. Nhưng mà hỏi thấy ý nghĩa hình đó là gì không biết. Thấy nhảy múa vậy thôi nhưng không biết nó là cái gì. Vô nghĩa anh em ạ. Cái vấn đề Chúa muốn chúng ta là gì? Sự hiểu biết, sự nắm bắt, sự nhìn nhận và sự thông tuệ vấn đề, cho phải nhìn thấy hình ảnh cho vui. Ôi tôi vừa nhắm mắt cầu nguyện thấy con rồng nó hiện ra. Con rồng đó làm gì không biết. Ôi tối tôi nằm mơ tôi thấy tôi đang đi lên một ngọn núi cao, thấy có một bầy sói nó trực vô thôi cái. Thấy ý nghĩa là gì không biết luôn. Mà suốt ngày cứ đi tìm mơ với lại nhìn thấy cái nào đấy. Anh chị em đừng lạc vào những điều đó. Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh không bao giờ khuyên chúng ta đi tìm kiếm những giấc mơ và sự hiện thấy. Ngài khuyên chúng ta đi tìm kiếm sự hiểu biết thiêng liêng. Ngài khuyên chúng ta đi tìm kiếm cái sự nhận thức, hiểu biết sâu sắc, nắm bắt vấn đề. Cho nên cái từ mà soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho nhận biết, nhìn thấy, có nghĩa là nhận biết, nắm bắt quyền năng, sự trông cậy và cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Cho nên đó, ví dụ mà tôi đưa cho anh chị em cực kỳ minh họa, anh em thấy đó, nhưng hiểu gì không? Thấy hiện thấy đó, thấy giấc mơ đó, hiểu gì không? Thế thì có ý nghĩa gì đâu, phải không nhé? Chẳng ý nghĩa gì, cho nên bỏ đi. Bỏ đi, đừng đi tìm kiếm những sự đó. Hãy tìm kiếm sự hiểu biết nơi thần khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa hãy nói cho con, lạy Chúa hãy phán cho con, lạy Chúa hãy tỏ cho con. Giống như Chúa Giêsu nói đó, ta làm mọi sự những gì ta nghe nói nơi cha. Chúa Giêsu không nói ta làm mọi sự những gì ta thấy sự hiện thấy. Chúa nói rằng ta nghe, Ngài phán và ta làm theo, Ngài chỉ dẫn và ta làm, ta thấy những gì cha làm ta làm. Rất rõ ràng. Đời sống chúng ta cũng vậy anh chị em. Tôi khuyên tất cả anh em mình hãy tìm kiếm sự hiểu biết thiêng liêng. Đó tôi gọi là con mắt mở ra. Sự hiểu biết thuộc linh gọi là con mắt mở ra. Ngay khi chúng ta không có sự hiểu biết thuộc linh thì đó là con mắt chúng ta nhắm lại. Cho nên sự hiểu biết đó gọi là sự mở mắt. Sự nhận biết là sự mở mắt. Sự hiểu biết, sự nắm bắt vấn đề thuộc linh là sự mở mắt. Và Chúa nói những người đó sáng cả, mọi sự sáng tỏ hết.
ánh sáng bên trong chiếu ra và anh em nhìn thấy vấn đề hết. Cho nên anh em ạ, sự hiểu biết thiêng liêng cực kỳ quan trọng. Hãy ở với Thánh Linh, hãy cầu nguyện với Thánh Linh, hãy nói chuyện có thật, hãy bày tỏ những điều của Ngài cho con. Lạy Chúa trong hoàn cảnh của con, Chúa nói gì? Lạy Chúa trong hoàn cảnh của con, điều gì ở đây? Lạy Chúa trong những nan đề của con, điều gì là gốc rễ đây? Đức Thánh Linh sẽ đến và giải bày điều đó cho anh em. Ngài sẽ nói và anh em nghe, Ngài sẽ bày tỏ và anh em hiểu biết. Lúc đó mọi sự đều sáng tỏ. Cho nên hãy cầu nguyện theo Ê-phê-sô chương 1 câu 17 đến 19 để biết thế nào là con mắt mở ra, con mắt của sự hiểu biết, con mắt của sự tri thức, con mắt của sự khôn ngoan mở ra. Tiếp theo anh chị em, ở trong Thi Thiên 19 câu 8, 119 câu 98 có nói một điều rất là quan trọng. Tôi đọc anh trên nghe. Thi Thiên 19 câu 8. Chúng ta vẫn đang đi đến cái chủ đề là làm thế nào để chúng ta thấy bản chất vấn đề. Đó là Thi Thiên 19 câu 8 nói rằng: Diện mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Anh em nắm vấn đề phải không ạ? Sáng sủa ở đây có nghĩa là tỏ, là mở. Người cận thị thì gọi là mắt không sáng sủa. Cái ý nghĩa của cái từ này đó, người cận thị là có mắt nhưng mà mắt không có sáng sủa, nhìn thấy có tới đây thôi, xa này không thấy, đúng không? Mặc dù người đã có mắt không? Có. Cho nên lời của Đức Giê-hô-va, điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch, làm cho con mắt mình được chữa lành. Trước mình không thấy, bây giờ mình thấy. Khi đọc, nghiên cứu, suy ngẫm, làm theo lời của Ngài. Cho nên trở lại với vấn đề một chút, như bài giảng Chủ nhật trước tôi nói, những sai lầm lớn nhất của Cơ Đốc nhân là tin Chúa mà không đọc lời Chúa. Sai lầm lớn. Không có sai lầm nào có thể so sánh với sai lầm này. Tại vì những người tin Chúa mà không đọc lời Chúa, tôi gọi là những tín đồ mù. Có tín đồ, nhưng mà có tín đồ mù và tín đồ sáng. Cũng như trong dân chúng, có người sáng đó, cũng có người mù. Mà người mù thì chẳng thấy gì cả, ai nói gì nghe đó. Đến hội thánh này giảng điều đó hay quá, vô hội thánh tăng thiên địa bảo giảng, ôi cũng hay luôn, ôi là tuyệt vời quá. Duy Ân Điển giảng cũng tốt luôn, ôi tia chớp phương đông nói cũng phải luôn, rồi đi theo lung tung lang thang hết, gọi là mù. Mù thì dắt đi đâu đi đó thôi. Cho nên anh chị em à, tin Chúa mà không đọc lời Chúa là mù. Thôi bây giờ mình cứ nói thẳng đi chứ, tự ái thì cũng chịu thôi. Tin Chúa mà không đọc lời Chúa là mù, là cần thấy. Cho nên chỉ có lời Ngài mới khiến chúng ta mở mắt ra. Chỉ có lời Ngài mới khiến chúng ta nhìn thấy vấn đề. Chỉ có lời Ngài mới khiến chúng ta đụng chạm và lãnh hội được sự khôn ngoan của Thánh Linh Ngài. Không có lời Ngài, Thánh Linh phán 1 tỷ lần anh chị em. Ôi Ngài nói gì vậy? Có nói gì nói lại, giống như những người mà bị ngãn tai. Anh chị em có thấy khó chịu nói chuyện với người ngãn tai không? Anh chị em nói đi, đóng cửa lại đi. Ôi gì vậy? Anh đang khó chịu không? Thì cái người mà không đọc lời Chúa khi Thánh Linh phán, ôi gì vậy Chúa? Ơi vậy Chúa nói thôi chán đâu mà tao mở đi luôn. Cho nên hãy đọc lời Chúa. Khi chúng đọc lời Ngài mắt mở ra,
sáng ra tỏ ra không còn cận thị nữa, nên nhìn thấy nghe thấy. Và khi Thánh Linh chỉ cần nhúc nhích thôi này biết liền. Thánh Linh vừa nhấp môi thôi này, ôi Chúa nói đi Chúa con nghe. Chúa phán Chúa rất là thích những người như thế. Chúa trăm đời những người như thế. Chúa thấy hài lòng với những con cái Ngài như thế. Vì họ nhạy bén, vì họ rất là nhạy bén với những sự chuyển động của Thánh Linh. Trong hội chúng 120 người, Ngài làm gì ở góc này người đó biết luôn. Ôi Ngài chữa lành người kia biết luôn. Ngài làm điều gì ở người nào người kia đứng ở trên này biết luôn. Đó là người nhạy bén. Tôi học ngành điện mà, cho nên anh chị em có biết cái rờ le không? Rờ le điện biết chứ không? Tôi nói với anh chị em á, cái rờ le đắt nhất ấy, đắt tiền đắt nhất là cái rờ le nhạy nhất. Nhạy nhất. Cái sai số của cái rờ le nó quyết định cái giá trị của cái rờ le. Ví dụ bây giờ cái dòng điện nó chỉ nhích lên không phải không một ampe thôi là rờ le ngắt luôn. Cái rờ le là cực kỳ đắt. Còn cái rờ le mà nói rằng là không phải một ampe mà không phải năm rồi còn cứ trơ như thế thì vứt đi ra kia bán chợ Nhật đạo bán đây mua cả rổ đó. Cho nên cơ đốc nhân cũng rất nhiều, nhưng mà người nào nhảy với Đức Thánh Linh ấy quý và hiếm lắm, đắt lắm, cực kỳ cần cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi vì nói thêm, tất cả những gì mình làm được cho vương quốc Đức Chúa Trời là làm bởi sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh. Còn sức con người mà chơi trò chơi trốn tìm thôi chẳng giải quyết được gì cả. Cho nên anh chị em hãy đọc Kinh Thánh, hãy nghiên cứu Kinh Thánh, hãy nghe ngợm Kinh Thánh, hãy ở với lời Chúa mỗi ngày. Con mắt anh chị em bắt đầu tỏ ra lưng anh chị em bắt đầu nhạy bén. Mỗi lần anh chị em đọc lời Ngài, đừng có đọc như đọc báo, mà phải cầu nguyện Chúa hãy cho phép con đọc lời Ngài. Bởi vì Ngài là tác giả của quyển sách này. Đây là lời mà Ngài viết qua con người. Cho nên con muốn hiểu lời Ngài, phải có Ngài chỉ cho con mới hiểu được. Chúa Thánh Linh ơi, cho phép con được đọc lời Ngài. Khi anh chị em đọc với cái tâm trạng vậy, Chúa bắt đầu bày tỏ, Chúa bắt đầu soi sáng, Chúa bắt đầu chỉ dẫn từng câu từng từ. Anh chị em sẽ thấy lời Chúa ngọt như mật nơi tai ngọc, tàn âm nơi cổ. Anh chị em sẽ thấy đọc xong lời Chúa một người mà nó nhảy muốn nhảy nhót. Đó là tâm trạng của người được nuôi dưỡng bởi lời Đức Chúa Trời. Và ngày qua ngày, tháng qua tháng, con mắt anh chị em bắt đầu sao? Nó tỏ ra. Tỏ ra. Mới đầu anh chị em mắt là 0/10, tức là mù hẳn rồi. Đọc vài sách thì bắt đầu 1/10, phải không? Đọc thêm vài sách nữa hiểu biết bắt đầu 5/10. Đọc tiếp nữa nó được 9/10. Và khuyên cho em đây dạy Đức Thánh Linh mà mắt 10/10. Thấy hết. Lúc đó anh chị em phục vụ cực kỳ hiệu quả. Ai đến gần anh chị em để anh chị em cầu nguyện, mới đứng 5 phút anh nói với anh bác ra tất cả mọi nan đề. Người bảo sau này Đức Chúa Trời chắc luôn rồi, ông này có biết mình đâu, sao nói được. Thế là người đó đầy dạy đức tin và lòng trọng cậy, và thần của Chúa sẽ giúp đỡ người đó. Người thấy người nhạy bén sẽ rất dễ dàng giúp đỡ người khác. Nói thiệt là như thế. Chứ còn nếu chúng ta mù, chúng ta cũng không thấy gì cả, làm sao giúp ai? Giúp bản thân mình chưa được, làm sao giúp ai? Cho nên vấn đề anh em mà phải nhạy bén với Thánh Linh, nhờ lời của Ngài bởi Thánh Linh. Và cuối cùng Hebrew chương 5 câu 14, Hebrew chương 5 câu 14. Yeah. Nhưng đồ ăn đặc là để cho những kẻ thành nhân, là kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Nếu anh em đọc thêm những bản dịch khác thì chỗ này sẽ nói là dùng tâm tư bề trong luyện tập mà có được khả năng phân biệt lành và dữ.
xuất hiện một cái khả năng. Đồ ăn đặc là đồ ăn gì? Đồ ăn đặc cũng là lời Chúa thôi, nhưng mà ở mức độ nghiên cứu lời Chúa, ở mức độ hiểu sâu lời Chúa. Tại sao trong cái xã hội mình nó có lớp 1, tiểu học, rồi trung học, rồi đại học, rồi trong đại học thì có cử nhân, cao học, tiến sĩ, giáo sư. Tại sao nó phân chia vậy chứ? Tại sao đùng vô cái thôi học đại học luôn chứ rồi? Tiểu học chi mà cứ thò lò mũi xanh mệt quá, cho vô học đại học luôn. Tại sao vậy? Vấn đề khả năng lãnh hội của con người nó phải đi từ thấp lên cao. Chúng ta không thể nào ngay một đùng một cái là chúng ta có thể hiểu biết Chúa hết được. Không thể nào búng tay một cái này thôi tôi biết Chúa hết rồi, thôi khỏi giảng đi, bài này nghe rồi, nhàn rồi, khỏi. Anh chị em à, cái gì cũng vậy, mình đi từng bước. Tiểu học rồi lên trung học, nhưng đâu phải muốn lên là lên. Có cái gì ở giữa anh chị em? Thi. Đúng rồi, cảm ơn Chúa, tuyệt vời. Cô bé kia phải thi. Cho nên Đức Thánh Linh luôn luôn làm bài test cho đức tin của chúng ta. Ngài gửi những cái hoạn nạn tạm, những thử thách tạm, những hoàn cảnh tạm, để xem thử đức tin anh chị em đủ lớn để vượt qua nó chưa. Amen. Vượt qua rồi thì cho mời con vô lớp 6 học đi con. Các bạn ạ, nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều tín đồ sợ thử thách. Chúa ơi, cho con trải thảm cho con sống cho tới ngày con về thiên đàng đi Chúa. Ôi, con chỉ thích là tường bằng vàng rồi đường bằng cẩm thạch thôi, chứ còn những cái thứ trên đời này đừng. Tôi đảm bảo những người có tư tưởng đó lúc nào cũng mẫu giáo mầm non ở lớp lá thôi. Thôi vô lớp lá học đi. Lớp lá này lúc nào cũng được mẹ đưa đón, phải không ạ? Ba đưa rước, phải không ạ? Cô giáo mớm cho ăn, phải không ạ? Khóc nhè, đút cái kẹo mút vô liền, phải không ạ? Đấy là lớp lá. Cho nên là nếu chúng ta là những cơ đốc nhân muốn ở lớp lá thì đường sẽ trải vàng. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta thành nhân, Chúa muốn chúng ta lớn lên. Để làm gì? Mục đích cầu kinh thánh anh chị em đọc rồi. Để chúng ta có cái khả năng nhìn thấu bản chất vấn đề. Để chúng ta có cái khả năng để giải quyết vấn đề theo kiểu của Chúa. Để chúng ta có cái khả năng giúp người khác theo kiểu của Chúa. Để chúng ta có cái khả năng của một người nhìn thấu rõ cõi vô hình và cõi hữu hình. Nhìn thấu trong trong linh, nhìn trong thế giới mà người bình thường không thể nhìn được. Trường của Đấng Christ không có giới hạn. Không phải giáo sư là gần đôi nhà anh chị em, còn có trên giáo sư. Và trong trường đó Chúa Thánh Linh là thầy của chúng ta. Chúa Thánh Linh là thầy, Ngài là thầy giảng, dẫn chúng ta bảo mọi nẻ thật. Cho nên ngày hôm nay nếu chúng ta không có mối quan hệ với Đức Thánh Linh, chưa bao giờ nghe nói về Đức Thánh Linh, chưa được nhận bắp tên là Đức Thánh Linh, chưa được Ngài đụng chạm bởi Đức Thánh Linh, anh chị em à, chúng ta là những đứa nhỏ chưa có người thầy. Sinh ra được rồi, tốt rồi, nhưng chưa đến lớp lá, chưa đến lớp, đến lớp mới có thầy. Ở nhà thì có cha mẹ thôi, nhưng mà đến lớp mới có thầy. Cho nên anh chị em, hãy kết bạn với Đức Thánh Linh, hãy đọc lời Chúa với Đức Thánh Linh, hãy thờ phượng Chúa với Đức Thánh Linh, hãy làm công việc với Đức Thánh Linh, hãy cầu nguyện với Đức Thánh Linh, hãy ca ngợi Chúa với Đức Thánh Linh. Amen chứ? Đó là thầy của anh chị em, thầy đích thực. Amen. Tóm lại, buổi sáng hôm nay tôi muốn truyền đạt cho anh chị em là hãy có con mắt thuộc linh mở ra để nhìn thấu rõ bản chất vấn đề. Khi con mắt thuộc linh anh chị em mở ra thì sẽ giúp anh chị em tránh xa sợ hãi và chiến thắng nan đề.
Khi con mắt thuộc linh anh chị em mở ra thì sẽ giúp anh chị em tránh xa tội lỗi và sống đời sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và để con mắt thuộc linh chúng ta mở ra, chúng ta phải hiểu rằng sự mở mắt ấy là nhận thức, hiểu biết, nắm bắt vấn đề, tìm hiểu ngọn nguồn của vấn đề trong sự dẫn dắt Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời. Đó gọi là mắt mở ra, sự hiểu biết. Tiếng Anh là understanding, sự hiểu biết, knowledge, tri thức. Thần khôn ngoan, thần tri thức là Đức Thánh Linh, chứ không phải mắt mở ra có nghĩa là nhìn thấy sự hiện thấy, không phải là chiêm bao, không phải là thấy ảnh này ảnh kia. Đó là một chủ đề khác, tôi không muốn giảng ở đây. Nhưng tôi nói con mắt mở ra có nghĩa là sự hiểu biết thuộc linh, sự hiểu biết thiên nhiên. Anh chị em nhận thức được vấn đề, thấy rõ nguồn gốc vấn đề. Đó. Có những người nhìn nhưng không thấy, nhưng anh em nhìn và thấy. Đó là điều muốn truyền đạt. Và lời của Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời chính là nền tảng để cho mắt chúng ta mở ra, để cho sự hiểu biết chúng ta mở ra. Càng ở với lời Ngài, càng thẩm thấu lời Ngài, càng đào sâu lời Ngài, mắt anh em càng sáng tỏ và càng nhìn thấy. Và cuối cùng, lời Đức Chúa Trời nói rằng Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, nhưng trở thành người trưởng thành. Trưởng thành là người có thể ăn được đồ ăn đặc, có nghĩa là có thể nghiên cứu chiều sâu của Kinh Thánh, có nghĩa là có thể hiểu rõ ý muốn đích thực của Đức Chúa Trời đằng sau những lời chép đây, có nghĩa là đào sâu một vấn đề, nhìn một vấn đề ở tất cả các khía cạnh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, để chúng ta có thể nắm bắt một vấn đề một cách chắc chắn. Thì Kinh Thánh chép rằng người đó luyện được cái khả năng đời trong để phân biệt điều nào là lành, điều nào là dữ. Có những điều tựa như điều lành nhưng thực chất là dữ. Có những điều trong bề ngoài như là dữ nhưng thực chất là lành. Đó là lý do tại sao có những lúc chúng ta chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời mà tưởng mình phục vụ Đức Chúa Trời. Anh em có nhớ thầy Thông Giáo và người Pha-ri-sê không? Đừng nghĩ rằng họ là người chống lại Đức Chúa Trời. Họ nghĩ trong đầu là họ đang phục vụ Chúa hết lòng đấy, cho nên họ mới giết Chúa Giê-xu đấy. Chỉ còn một cái ông nào tự nhiên ở Nazareth đến mà vỗ ngực bảo tôi là con Đức Chúa Trời hành xong, giết luôn tụi bay, giết, giết luôn. Sống sáng đấy chứ, nhưng sống sáng trong mù lòa. Mù lòa. Nếu con mắt chúng ta không mở ra, có thể là lúc nào đó chính chúng ta là Pha-ri-si và thầy Thông Giáo. Amen, amen. Nào, hãy đứng dậy cầu nguyện.